Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 5, công an thị trấn Búc Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của bà HTO, tên viết tắt sinh năm 1967, ở khu phố Búc Cương, thị trấn Búc Sơn, trình báo về việc gia đình bà bị ông Lê Hữu Quyết, sinh năm 1972, ở cùng khu phố uống rượu say, liên tục chửi bới, lăng mạ, xúc phạm, gây ồn ào, náo loạn khu dân cư. Sau khi nhận tin báo, công an thị trấn Búc Sơn đã nhanh chóng xuống địa bàn để phối hợp giải quyết. Tại đây, ông Quyết đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an thị trấn mà có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự các đồng chí trong tổ công tác. Thậm chí, ông Quyết còn lấy điếu cày vụt vào một đồng chí cán bộ trong tổ công tác, dùng tay bóp cổ một đồng chí khác. Sau khi bị tổ công tác đưa về trụ sở công an thị trấn để làm việc, ông Quyết vẫn liên tục chửi bới, xúc phạm đến danh dự của các cán bộ công an thị trấn, dùng tay tát đồng chí Lê Văn Thi và cản trở quá trình thi hành công vụ của lực lượng công an, dùng chân đập vào ghế và các đồ dùng trong phòng làm việc, gây náo loạn trụ sở cơ quan nhà nước. Trước sự manh động, coi thường pháp luật của đối tượng, công an thị trấn Búc Sơn đã lập biên bản bắt giữ đối với Lê Hữu Quyết về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoằng Hóa tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng 16 tháng 5, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ và bàn giao Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1954, trú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, cho công an thành phố Bắc Cạn xử lý. Được biết, Minh là đối tượng đã đâm trọng thương một thiếu tá cảnh sát giao thông do người này bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trước đó, hồi 20 giờ 50 ngày 15 tháng 5, tại km 159 trên quốc lộ 3, đường Chiến Thắng, Phủ Thông, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên dừng xe kiểm tra. Tài xế điều khiển xe máy được xác định là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1954, trú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,943mg trên lít khí thở, cao gấp 2,5 lần mức vi phạm cao nhất. Tuy nhiên, ông Minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, tài xế này quay lại chỗ tổ công tác, áp sát thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang viết biên bản, rồi bất ngờ dùng một con dao nhọn gây thương tích nặng. Ngay lập tức, tổ công tác vô hiệu hóa, tước hung khí của ông Minh và đưa thiếu tá Kiệm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để tiếp tục điều trị. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Cạn phối hợp với các lực lượng liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, vật chứng liên quan, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Minh về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, khai nhận hành vi phạm tội, đối tượng cho biết nguyên nhân thực hiện hành vi là do bực tức nên đã đi mua hai con dao nhọn và quay lại để trả thù. Ngày 4 tháng 5, thông tin từ Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Nguyễn Trường Giang, 39 tuổi, ngụ thị xã Phước Long và Điểu Đô, 29 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 11 tháng 4, sau khi đã nhậu, Điểu Đô điều khiển xe máy chở theo một người đến khu vực chốt đo nồng độ cồn do đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long lập tại tuyến đường DT741 thuộc khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long. Hai cán bộ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Đô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đâm trúng Trung úy Nguyễn Hùng Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long. Sau cú va chạm, xe của Đô điều khiển bị đổ ra đường, Trung úy Nguyễn Hùng Anh bị ngã và say xước. Khoảng 23 giờ cùng ngày, cũng tại điểm chốt đo nồng độ cồn trên, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của Vũ Nguyễn Trường Giang. Lúc này Giang đã có hành vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng công an. Tại cơ quan công an, Giang và Đô tỏ thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận do nhậu say, không làm chủ bản thân, mất kiểm soát hành vi nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ. Thời gian qua, tình trạng người vi phạm luật giao thông, chống người thi hành công vụ xảy ra khá phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
Đặc biệt, một số thanh niên còn dùng hung khí, vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng hòng trốn chạy. Mới đây, nhóm thanh niên đã vi phạm giao thông còn dùng súng bắn một hạ sĩ thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động, công an tỉnh Kon Tum bị thương. Ngày 10 tháng 5, công an tỉnh Kon Tum cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố Kon Tum bắt giữ được nghi can dùng súng bắn hạ sĩ Plon Diep khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ. Hiện hạ sĩ Diep đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, sức khỏe đã ổn định. Trước đó, rạng sáng ngày 7 tháng 5, tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ tại xã Đắk La, thành phố Kon Tum, phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã yêu cầu dừng phương tiện. Nhóm thanh niên không chấp hành hiệu lệnh còn bỏ chạy và dùng súng bắn trúng hạ sĩ Diep. Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt giữ được một đối tượng tại huyện Đắk Hà. Đồng thời, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thành phố Kon Tum bắt giữ đối tượng đã dùng súng bắn hạ sĩ Diep. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh cùng một số đơn vị đã thăm hỏi và động viên anh Plon Diep yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác. Liên quan vụ việc này, ngày 9 tháng 5, giám đốc công an tỉnh Kon Tum đã tặng giấy khen cho hạ sĩ Diep. Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ hành vi của một tài xế vi phạm nồng độ cồn, lái xe vào đường ngược chiều, bất tuân hiệu lệnh và đâm trúng cán bộ cảnh sát giao thông, khiến người này bị thương, nhập viện điều trị. Cụ thể, ngày 7 tháng 3, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc đối tượng sử dụng rượu bia vi phạm luật giao thông, lái xe tông trúng cảnh sát. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng nam tài xế bất tuân, lái xe máy lao thẳng vào cảnh sát. Cú đâm khiến một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bị thương. Sau khi gây tai nạn, đối tượng để lại xe máy ở hiện trường rồi bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng công an và người dân khống chế. Bước đầu kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế trên vi phạm nồng độ cồn mức 0,21mg trên 1 lít khí thở. Ngay sau đó, tổ cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng cho công an quận Hải An điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Thượng tá Võ Văn Thái, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đang tạm giữ đối tượng Lê Thành Trung, 31 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, vì đã có hành vi tấn công lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ. Trước đó, tối 11 tháng 3, trong lúc tuần tra, tổ công tác của Công an thành phố Quảng Ngãi phát hiện một ô tô có biểu hiện vi phạm và yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra, đo nồng độ cồn đối với lái xe Bùi Phụ Quang. Kết quả chỉ số vượt mức cho phép 0,4mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác lập biên bản yêu cầu tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan. Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, từ trong xe, Lê Thành Trung mở cửa bước xuống và buông lời lăng mạ, hăm dọa sẽ lấy súng bắn lực lượng cảnh sát giao thông. Khoảng 10 phút sau, bất ngờ xuất hiện thêm 9 đối tượng khác đến gây rối, yêu cầu thả xe vi phạm. Đối tượng Lê Thành Trung còn lao vào, bứt cúc áo, dây đeo, hất máy quay camera của lực lượng đang làm nhiệm vụ, khiến hai cảnh sát giao thông bị thương. Gây rối xong, nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều 13 tháng 3, đối tượng Lê Thành Trung đến Công an thành phố Quảng Ngãi trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Trung về hành vi chống đối người thi hành công vụ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!